hôm nay mình bán cục sạc Kodak dùng cho pin 2A và pin nhỏ hơn nha. Đây, đây là pin 2A đây. Ha. Rồi, bật lại xuống rồi nó sẽ nhỏ lại nè. Đấy, là 4 cục nha. 1, 2, 3, 4 bên này cũng xuống rồi, bên nhỏ là nha, bên tiểu, cực tiểu nha. Bật xuống nè. Con này mọi người, cái vít của nó mình không có mở được đâu nha. Vít này như thế này sao mà mở. Cái này phải có cái vít chuyên dụng của nó. Hoặc là mua viên bộ vít đó, nó có nhiều đầu đó, mới mở được. Nên mình không review được nha. Tính review tháo ra mà không có con vít này. Không cứng cáp. Ok. Có số lượng nha mọi người. Ai lấy nói nha. Giá cực kỳ rẻ luôn. Dưới 100 ngàn à. Nhớ mọi người xài cục này phải nhớ thêm cục này nữa nha. Chứ cái này ổ cắm mình gắm không được đâu, nó bự lắm. Cái này rất là bự nè mọi người. Đấy, nó bự đó. Trong đây nó như nó có đồng ở trong đây sao á. Nó quấn đồng ở trong đây nè, cầm có bị nặng. Nặng lắm. Nặng chịch rồi. Ok. Vậy nha. Đó, mua cục đây chuyển đổi lại. À, ngon lành. Ok luôn. Đây, mã số mua đi nó đây. Điện 220 pin 3A và pin 2A nè. Đấy. Chuẩn luôn đó mọi người. Chụp hình lại cái. Ok nha. Ai mua inbox mình nha.